Quà hả? Đây, quà đây. Chưa bao giờ tặng em thơ đúng nghĩa, nên hôm nay tặng em thơ đúng lòng. Nếu em hiểu, mong em cứ trách, bởi lâu rồi em không giận chẳng ghen. Nhớ ngày đầu anh chỉ dám mon men, đồng đội động viên anh mới lên xin số. Yểm trợ nhanh anh tấn công cũng mạnh, thế mà không mở cửa được trái tim em. Người lính em xem có ai chịu đầu hàng, 3 tháng kiếm tìm hoa anh đào khó hiểu. 5 thảo 2 hàng anh vẫn vượt qua, anh giả ngơ em sập bẫy ta hòa. 1 tin 2 tin 10 tin anh bất lực, thì hà vâng dạ em lễ phép anh đau. Trời mưa mau thế giới muôn màu, đâu có phải hoa anh đào mới xứng. Nhưng là lính anh đâu biết chữ rừng, chưa hạ đổ anh vây thành diệt viện. Mưa dầm thấm lâu vạn niên vẫn vậy, thử coi em chịu đựng được bao lâu. Tháng 7 mưa ngâu 7 tháng âu sầu, cái cảm giác một bên ôi nó nẫu. Tháng 8 sang anh thấy chút nắng vàng, dòng tin nhắn đong đầy thêm mấy chữ. Anh hiểu rằng đã có sự hoang mang. Học nguyễn trãi anh viết thư dụ hàng, đâu có dễ em nghi binh mờ à. Tài bói toán anh bị vất xuống ao, đâu có sao, đâu có sao em. Quy luật chiến tranh yếu thua mạnh được, hư ảnh binh thư thắng nó lại là thua. Chắc lúc đó em tưởng anh nói đùa, em đâu biết em đang dần xa bẫy của anh chàng ngờ ngạch giả ngơ. Anh vui lắm vì đã bớt bơ vơ trong cuộc chiến trường kỳ không tiếng súng, khi bên em bạn đã không đi cùng. Cảm ơn các quân sư đã làm gián điệp, đắc nhân tâm được anh vận dụng. Yêu rồi hả mà sao lại lúng túng, đánh tiếp đi em sao nỡ vội đầu hàng. Tháng tháng giòn nhưng anh bỗng hoang mang, gần với xa quan viên hai họ, phong tục bất đồng em thoáng phân vân. Rất nhiều đêm anh thao thức tần ngần, vì anh biết trận chiến chưa kết thúc. Một người lính anh không thể ngã gục, đứng dậy tiến công thống nhất non sông. Rồi một ngày thiên địa chẳng phụ công, anh với em bất chợt nên chồng vợ. Thật hay mơ hai ta cùng không biết, nhưng trong lòng ai cũng da diết. Một tình yêu sự thấu hiểu sẻ chia. Ngày vu quy em nước mắt đầm đìa, anh vô tư bỏ mặc em một phía. Không phải không biết mà anh muốn em hiểu, chặng đường phía trước em cần tự lập rất nhiều. Những ngày đã qua em hãy ngẫm xem, cuộc sống thường ngày đâu như ta nghĩ. Cảm ơn em, cảm ơn người tri kỷ, đã giúp anh vững lòng thêm ý chí. Thơ anh viết không hay chẳng thú vị, chỉ mong em có thể hiểu đúng lòng. Đường phía trước rất dài và cách trở, là vợ anh rồi cố gắng được không em. Ngôi nhà mà hai ta vẫn mơ, trong tay anh và trong tay em đó. Nó tuy nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc, có tình yêu tiếng trẻ nhỏ vui đùa. Trái yêu thương có khắp 4 mùa, hái tặng em tặng người anh yêu dấu. Em ơi em, mùa xuân đang đến, trước hiên nhà mơ ước của hai ta.